các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lotto AZ. Và mình là Minh, ngồi bên cạnh mình đây là một gương mặt không hề quen thuộc với anh em, đó chính là anh Hoàng Vâu. Và đây là số hỏi đáp thứ 26. Và trước khi vào chủ đề chính thì mình có một lưu ý nhỏ cho anh em, là bởi vì có rất nhiều anh em hỏi cùng một câu hỏi, cho nên nếu có những cái câu hỏi trùng nhau thì chúng mình xin phép trả lời anh em ở trong phần comment và sẽ không trả lời trong số hỏi đáp nữa, để tránh tình trạng nhiều anh em nói là chúng ta để sót câu hỏi và không trả lời. Ok, và chúng ta sẽ vào với câu hỏi đầu tiên của bạn TTD Blog. Anh ơi, nhờ anh tư vấn giúp em con trong tầm giá 10 triệu với ạ. Chỉ phục vụ cho học tập thôi, em không chơi game. Cảm ơn anh rất nhiều. Với nhu cầu của bạn là chỉ phục vụ học tập thôi, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn các mẫu Ultrabook mà có hiệu năng ổn trong tầm giá này. Với 10 triệu thì em nghĩ là chúng ta có thể sử dụng là Dell Latitude E7470. Con máy này thì cái cấu hình ấy nó cũng chỉ ở mức tầm trung thôi. Chúng ta sẽ chỉ để có thể phục vụ được cái nhu cầu học tập ở mức trung bình. Nếu như mà bạn học tập những cái ngành như kiểu là kỹ thuật hay là sử dụng máy này để vẽ kỹ thuật, render đồ họa các thứ thì nó sẽ hơi quá sức một chút. Tuy nhiên thì trong tầm giá 10 triệu thì đây cũng là một cái lựa chọn ổn rồi. Em cũng không tìm thấy được cái con máy nào mà nó ổn hơn con này nữa. Với 10 triệu thì đấy là cái mà chúng ta phải đánh đổi để chấp nhận thôi. Và đó là câu trả lời của bạn Minh cho câu hỏi của bạn TTD Blog. Câu hỏi số 2 của bạn Hùng Yellow, không biết có phải là em của anh Bình Vàng không? Anh cho em hỏi là em có chiếc laptop gaming MSI, bình thường xài CPU là 7x độ, GPU cũng 7x độ. Khi cắm sạc vào thì đo xung nhịp CPU cao, nhiệt độ lên đến 9x độ và GPU là 7x độ thì nên làm sao? Em cảm ơn. Câu hỏi của bạn nó hơi lòng vòng một chút nhưng mà không sao. Bình thường ấy thì khi chúng ta cắm sạc vào laptop gaming thì chắc chắn là xung phải cao rồi. Và xung cao thì nhiệt độ cao thì nó cũng là một điều bình thường. Tuy nhiên chúng ta nên xét trên hai trường hợp, đó là nếu như nhiệt độ cao mà khi bạn chơi game cơ thì nếu mà 90 độ thì cũng là một mức nhiệt độ chấp nhận được. Còn với bạn không làm gì mà nhiệt độ nó cao thì chắc chắn là bạn sẽ phải nên đi kiểm tra máy lại rồi. Và nếu trong điều kiện bạn đang chơi game mà nhiệt độ nó cao như vậy mà bạn muốn hạ nhiệt độ xuống thì bạn có thể thay kem giảm nhiệt và vệ sinh máy định kỳ ở các trung tâm bảo dưỡng, hay nếu như mà bạn có thể tự tay được thì càng tốt nhá. Và đó là câu trả lời của mình cho bạn Hùng Yellow. Câu hỏi số 3 của bạn Mitsuha Miyamizu. Tầm 25 triệu thì chọn laptop gaming nào là tốt nhất? Nhu cầu của em là học tập, viết code, chơi game, màn hình 144Hz và 1650T và 1650, chơi game có chênh lệch nhiều lắm không ạ? Câu hỏi rất là cụ thể đúng không? Ở đây bạn chia ra làm hai câu hỏi thì mình cũng sẽ trả lời làm hai phần nhá. Đầu tiên là với 25 triệu này, 144Hz này, chơi game thì chúng ta có thể chắc chắn là lấy Legion 5 144Hz là ngon bài rồi, chuẩn luôn. Chuẩn bài rồi. Tiếp theo, câu hỏi thứ hai là 1650Ti và 1650 thì tất nhiên là 1650Ti sẽ mạnh hơn rồi. Chúng ta sẽ có xung nhịp cao hơn này, băng thông cũng cao hơn. Và nếu như mà tổng kết lại thì khi mà chơi game thì 1650Ti sẽ mạnh hơn 1650 thường khoảng là từ 15-20%. Và đó là câu trả lời của bạn Minh cho câu hỏi của bạn Mitsuha Miyamizu. Câu hỏi số 4 của một gương mặt cũng rất quen thuộc là bạn King of Motorcycle. i7 Gen 9 1650 với i5 Gen 10 1650Ti thì combo nào là tối ưu hơn ạ? Ở đây chúng ta có i7 đời 9 đúng không? Sẽ có là 6x12 luồng này. Còn i5 đời 10 sẽ có là 4x8 luồng. Tất nhiên thì là i7 sẽ mạnh hơn rồi. Trong cái trường hợp này thì i7 sẽ mạnh hơn. Còn 1650Ti thì sẽ ngon hơn 1650 thường khoảng 15%, như là ở bên trên mình đã trả lời. Bản thân mình thì thấy nếu như mà bạn chơi game thì chúng ta lấy combo là i5 đi kèm với cả 1650Ti là nó đã quá là đủ rồi. Còn nếu như bạn làm những cái công việc hay là học tập những cái tác vụ mà sử dụng mà đa nhân của CPU nhiều thì chúng ta hãy chọn i7, combo i7 sẽ ngon hơn. Và okay, đó là câu trả lời của bạn Minh cho bạn kia Motorcycle. Câu hỏi số 5 của bạn Mai Anh Vũ. Cho em hỏi i7 Gen 10 với Ryzen 5 4800HS thì CPU nào cho trải nghiệm trên các phần mềm như là Premium Pro, AE tốt hơn ạ? Em dùng effect khá nặng và nhiều lớp layer và có nên mua laptop gaming để edit video không ạ? Em cảm ơn. Rồi, rất cụ thể. Mình sẽ trả lời ở bên dưới lên trước nhá, là câu có nên mua laptop gaming để edit video không trước nhá. Thì chúng ta chắc chắn là nên rồi, bởi vì là card đồ họa GTX ở trên những chiếc laptop gaming thì hỗ trợ rất là tốt khi mà chúng ta render video đấy. Và tiếp theo này, chúng ta có i7 10750H thì có sẽ có xung đơn nhân cao hơn cái chip Ryzen 4800H,
Và khi mà chúng ta dùng để edit video, chỉ xung đơn nhân cao hơn sẽ đem lại cho chúng ta sự ổn định và độ mượt mà tốt hơn. Chính vì vậy là nếu như bạn lựa chọn thì hãy lựa chọn là chip i7 để cho các tác vụ edit video ở trên AE và Premiere Pro. Cái câu hỏi số 6 của bạn Thắng Nguyễn Trọng: tầm 25 củ thì nên mua laptop nào ạ? 2021. Câu hỏi này cũng khá là khó nhỉ, bởi vì là hiện cũng chưa có quá nhiều thông tin về giá bán chính thức của các mẫu laptop gaming trong năm 2021. Và theo cá nhân mình ý, thì trong tổng giá 25 triệu thì chúng ta có thể hy vọng vào những mẫu như là Dash 15 hay là Flow X13 của Asus, hay thậm chí là cả Acer đi trong năm 2021 nữa. Tuy nhiên thì đấy cũng chỉ là phỏng đoán của mình thôi, và chúng ta vẫn phải chờ đợi xem khi mà chiếc máy này về đến tay chúng ta thì sẽ có một giá chính thức. Và đấy là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Thắng Nguyễn Trọng. Câu hỏi số 7 của bạn Đăng Nguyễn: anh nghĩ sao về Acer Aspire 7 Ryzen 7 3750H? Ai cũng nói là AMD đời 3000 không ngon, mong anh đánh giá giúp em, chúc anh sức khỏe. AMD đời 3000 không ngon à? Không phải là không ngon, mà là nếu như mà xét trong cùng tầm giá thì nó không được ngon lắm đâu. Ở đây thì chúng ta sẽ có là Ryzen 7 3750H 4x8 luồng, mặc dù là làm ở trên tiến trình 12 nanomet, tuy nhiên thì nếu như mà so ra thì nó còn yếu hơn cả i5-9300H. Chính vì vậy là nếu như mà trong tầm giá khoảng 17-18 triệu của con Acer Aspire 7 này thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy được Acer Nitro 5 phiên bản 2020 nếu như mà là máy cũ, hoặc là có thể lấy phiên bản Acer Nitro 5 bản 2019 nếu là máy mới. Và chúng ta cũng đều biết được rằng là Acer Nitro nó sẽ là ở một phân khúc cao hơn so với cả Acer Aspire, chúng ta sẽ có build tốt hơn này, tản nhiệt ngon hơn. Vậy thì tại sao chúng ta phải lựa chọn Aspire 7 với lại cả chip AMD thế hệ 3000 mà không lựa chọn là Acer Nitro 5? Và hy vọng qua câu trả lời của bạn Minh thì hy vọng bạn sẽ có một cái sự lựa chọn hợp lý nhất cho mình. Câu hỏi tiếp theo của một gương mặt cũng rất quen thuộc là bạn Đức Thịnh Dương: Acer Nitro 5 2020 chiến liên minh huyền thoại mượt ở setting nào ạ? Chiến max setting đi bạn ơi. Với Nitro 5 2020 thì thậm chí những game 3A cũng còn có thể mượt được cơ. Và với những game eSports ví dụ như là Valorant, Aspect Legend, Liên minh huyền thoại hay bất cứ những tựa game eSports nào thì đều có thể max setting được với cấu hình thấp nhất của Acer Nitro 5. Nên là bạn yên tâm nhé. Câu hỏi thứ 9 của bạn Khoa Đoàn: cho em hỏi laptop em xài Ryzen 5 1650T thì xem xài màn hình rời như thế nào thì ổn với anh? Chơi game trên màn hình rời thì có bị delay không ạ? Ở đây thì bạn có hai câu hỏi khá là cụ thể thì mình xin phép được trả lời như sau. Với lựa chọn màn hình thì bạn chỉ cần lựa chọn những màn hình có cổng kết nối HDMI là được. Về chất lượng thì cũng tùy vào giá thành, tùy vào túi tiền của chúng ta có thể lựa chọn những cái màn hình phù hợp, ví dụ như là tần số quét cao hay là phổ màu đẹp. Ngoài ra thậm chí thì bạn có thể sử dụng luôn cái Smart TV ở nhà của bạn nếu như có. Còn thứ hai, về cách kết nối cổng HDMI thì nó cũng giống như là cách kết nối trên PC thôi, cho nên chúng ta không cần phải lo về độ delay nhá. Và đó là câu trả lời của mình cho bạn Khoa Đoàn. Câu hỏi số 10 của một bạn nữ rất thân quen trên kênh, đó là bạn Grizzly Beer: cho em hỏi Dell 7591 có phù hợp để sử dụng Revit, AutoCAD, SketchUp không ạ? Trong tầm tiền dưới 25 triệu thì có mẫu máy nào phù hợp hơn không? Câu hỏi này thì xin nhường câu trả lời cho mình. Ok, cảm ơn anh. Dell 7591 thì là một mẫu máy mà mặc dù là mỏng nhẹ nhưng mà chúng ta sẽ được trang bị chip HAT hiệu năng cao, sẽ rất là phù hợp khi mà bạn sử dụng các phần mềm như kiểu là Revit, AutoCAD và SketchUp. Tuy nhiên thì theo mình, nếu như bạn sử dụng để mà làm việc lâu dài chẳng hạn thì chúng ta nên lấy máy chạm hoặc là những cái mẫu máy gaming có cái khả năng tản nhiệt cao hơn thì nó sẽ cho chúng ta cái sự ổn định khi mà sử dụng các phần mềm này. Nghe thì có thể là bạn là đang làm về ngành xây dựng hoặc là ngành kiến trúc thì nếu như mà lấy được các mẫu như kiểu là máy chạm hoặc là gaming có cái bộ tản nhiệt tốt hơn thì theo mình thì sẽ thấy an tâm hơn. Tuy nhiên thì như anh Hoàng đã nói là bạn này là một bạn nữ đúng không? Đúng vậy. Thì chúng ta không thể nào mà lấy được các cái mẫu máy mà nó dày hay là to quá nặng. Thì theo mình thì mẫu 7591 như bạn đang lựa chọn ở đây thì cũng đã là khá ổn rồi. Tuy nhiên thì chúng ta nên lưu ý một chút về vấn đề là có thể tra thêm keo tản nhiệt, hoặc là nếu mà bạn sử dụng thì không nên sử dụng trong thời gian quá lâu hoặc là quá dài thì nó sẽ dẫn đến là quá tải cho chiếc máy này, bởi vì là hệ thống tản nhiệt của mẫu máy mà mỏng nhẹ như thế này ý, thì nó sẽ không được cao đâu. Và hy vọng với câu trả lời của chúng mình thì hy vọng bạn sẽ có một cái lựa chọn thật là phù hợp cho mình nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nhật Anh: cho em hỏi trong các hãng laptop phổ biến ở Việt Nam thì hãng nào
hoặc là dòng nào trong phân khúc 25 đến 30 triệu nếu sau này có nhu cầu bán lại thì sẽ được giá nhất ạ. Em cảm ơn. Câu hỏi này có vẻ vĩ mô mình nhỉ. Với mình thì với laptop văn phòng định chúng ta sẽ chia ra ba loại là laptop văn phòng, laptop gaming và laptop gọi là tranh sáng hơn một chút. Thì với laptop văn phòng thì ở Việt Nam phổ biến nhất sẽ là máy Dell rồi, bán lại thì nó cũng sẽ có thể là rất là được giá. Thứ hai là với laptop gaming thì theo mình là Asus. Với mình thì không biết là còn với gaming thì có những máy nào có thể bán giá cao không? Em thì nghĩ là Lenovo. Lenovo Legion cũng có thể. Và thứ ba là mỗi laptop tranh sảng thì chắc chắn rồi, không ai khác là ngoài chiếc MacBook. Tuy nhiên thì đấy chỉ là trên lý thuyết thôi, còn về vấn đề có bán được giá hay không thì nó cũng còn tùy thuộc vào cái cách chốt kèo của bạn nữa. Cho nên nó cũng sẽ là rất là sắp ngửa 50-50. Và hy vọng câu trả lời của mình sẽ phần nào giúp được cho câu hỏi của bạn. Ok, cảm ơn anh Hoàng. Chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ 12 của bạn KD Nioko. Nghe nói là có bản G15, G513 rồi đúng không nhỉ? Mình nhìn thấy cấu hình Ryzen 7 480H 1650 Ti mà lại còn 16GB, 1TB SSD thì đang hơi lo lắng về giá. Các bạn nghĩ con đó mà bán chính hãng thì sẽ bao nhiêu? Mong được trả lời. Cái câu hỏi này nó khá giống với câu hỏi số 5 vừa nãy, nó cũng tương tự như vậy. Thì về thông tin về giá các mẫu mới khi về đến Việt Nam thì thật sự là với mình vẫn đang rất là mù mờ. Và theo phỏng đoán, chỉ phỏng đoán thôi nhá, thì mức giá ban đầu khi đến tay ở cái cấu hình trên như bạn nói thì nó sẽ rơi vào khoảng 27-28 triệu, theo mình nữa như vậy, cho phiên bản Ryzen 7 và card 1650 Ti. Và tuy nhiên thì phỏng đoán thì nó vẫn chỉ là phỏng đoán thôi, chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi cho đến khi những chiếc máy này về đến Việt Nam và chúng ta sẽ biết được mức giá cụ thể nhá. Và đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Kai Yoko. Câu hỏi số 13 của bạn Bách Nguyễn. Cho em hỏi một số mẫu máy của Asus ROG G15 có chip mới Intel là 1870H. Vậy chip này so với 1750H thì khác nhau như nào? Theo mình thì sao? Câu hỏi của bạn Bách Nguyễn là mong là không phải là Bách Dâu. Chúng ta sẽ có ở đây là 1870H, chúng ta sẽ có là 8 x 16 luồng và mức xung boost tối đa có thể lên đến là 5GHz. Đi kèm với đó là bộ nhớ đệm là 16MB. Ok, và tiếp theo bên 1750H chúng ta sẽ chỉ có là 6 x 12 luồng thôi và bộ nhớ đệm của chúng ta thì cũng chỉ đến là 12MB. So ra thì chúng ta sẽ dễ dàng có thể thấy được rằng là 1870 sẽ là một con chip mà mạnh hơn, xung đa nhân tốt hơn, lại còn có thêm cả bộ nhớ đệm nhiều hơn nữa. Và đó là câu trả lời của mình cho bạn Bách Nguyễn. Câu hỏi số 14 của bạn Bờm Hạnh Phúc, Bờm Happy. Cho em hỏi, cần chọn laptop nào trong tầm giá dưới 30 triệu để có thể stream game tốt không ạ? Tính các mẫu 2020 và 2021. Theo mình thì sao? Để stream game thì đầu tiên chúng ta cần phải có là nhân đa luồng cao này, xong rồi lại còn cần phải có camera nữa đúng không? Thì chắc chắn trong tầm giá này chúng ta sẽ có best choice, đó chính là HP Omen 30 triệu đồng. Đây là một con máy rất là tuyệt vời luôn. Cấu hình cao này, chúng ta lại còn vừa có cả camera. Nhân của chúng ta lại còn là sử dụng là Ryzen 7 đúng không? Thì chúng ta sẽ có cả nhân đa luồng rất là khỏe rồi, đủ để mà dùng để chơi game và để stream game nữa. Còn ngoài ra thì còn có cả các mẫu về năm 2021 nữa. Tuy nhiên thì theo mình thì những mẫu năm 2021 khi mà mới về thì giá nó cũng sẽ khá là cao. Và thấy rằng là có thể là nó sẽ không ngon hơn được hơn là con HP Omen này. Nó cũng còn tùy thuộc vào cái nhu cầu và cái mức giá nữa. Bởi vì anh như hai câu hỏi vừa rồi thì anh sợ là giá nó sẽ phải trên 35 đến 36 triệu. Khá là căng đấy. Và đó là câu trả lời của chúng mình cho bạn Bờm Happy. Câu hỏi số 15 của bạn Thanh Bình Phan. Bây giờ nên mua Acer Nitro 5 2020 hay là đợi ra 2021 rồi mua ạ? Nhiều bạn rất là hóng những phiên bản laptop 2021 nhỉ? 2021. Thì với mình thì Acer Nitro 5 2020 vẫn đang rất là đáng mua rồi. Nó chơi game eSports thì phải gọi là mắc ping, không cần phải nghĩ gì cả. Thậm chí là ở những option cao hơn nữa, bạn có thể chơi mượt được những tựa game 3A cơ. Và tất cả những tựa game 3A bây giờ thì đều hoàn toàn có thể chơi mượt trên những cấu hình này rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn là người yêu công nghệ và người chơi hệ tiền nhiều để làm gì thì chúng ta vẫn nên đợi thôi. Như mình thì mình cũng đang đợi bản 2021 và có thể là mình sẽ múc một em. Và anh là người chơi hệ nhiều tiền à? À không, anh người chơi hệ tiết kiệm tiền. Và đó là câu trả lời của chúng mình cho câu hỏi của bạn Thanh Bình Phan. Câu hỏi số 16 của bạn Amnu. Dạ, cho em hỏi một con laptop gaming chạy tác vụ văn phòng và cốt bình thường thì pin trụ được bao nhiêu lâu ạ? Ok nhỉ. Ở đây thì bạn cũng không nói rõ rằng là bạn sử dụng là loại laptop gaming gì và hãng gì. Bởi vì là mỗi hãng của chúng ta nó sẽ có một cái cách để mà tối ưu thời lượng pin khác nhau. Có hãng thì chúng ta sẽ
tắt được cái chế độ hiệu năng cao này. Có một số hãng thì sẽ giảm TDP đi. Tuy nhiên thì tự chung lại, laptop gaming thì cũng vẫn là laptop gaming thôi. Mặc dù là nó có nhiều hãng nhiều loại, nhưng mà phần lớn nếu như bạn sử dụng trong các tác vụ bình thường, tác vụ văn phòng hay là code bình thường thì pin nó cũng sẽ chỉ trong khoảng là từ 3 cho đến 4 tiếng thôi, không thể cao quá được. Ok, đến với câu hỏi thứ 17 đi, của bạn Hùng Trần Huy. AD ơi, combo RTX 2060 với lại cả i7 đời 8 thì còn dùng ổn trong khoảng mấy năm nữa nhỉ? Anh Hoàng Duy, em trả lời câu hỏi này đi. Với câu hỏi này của bạn thì nó vẫn chưa cụ thể, tuy nhiên thì mình vẫn xin trả lời cho bạn là bạn vẫn chưa nói là nó dùng ổn cho công việc gì, ví dụ như là chơi game hay là làm đồ họa hay là render video chẳng hạn. Còn với cấu hình mà bạn đưa ra thì theo phỏng đoán của mình có thể rơi vào những mẫu máy như là Dell 5590, Razer Blade 15, Asus 6K hay là kể cả Alienware M17 nữa. Và nếu như là ở mức độ sử dụng trung bình, như chơi game không quá nặng hay là đồ họa vừa phải thôi, thì theo mình nó cũng sẽ rơi vào khoảng tối ưu vào khoảng tầm 3 năm nữa, nếu như bạn chịu khó bảo dưỡng thường xuyên hay là vệ sinh thường xuyên. Và đây là câu trả lời của mình cho bạn Hùng Trần Huy. Câu hỏi thứ 18 của bạn Dương Văn Quyền. Dell Vostro 5502A học xây dựng có ổn không AD nhỉ? Trong tầm giá này thì có con nào ok hơn không ạ? Dell Vostro này à? Con máy này là một con máy mà văn phòng doanh nhân đúng không? Nó sẽ không phải là một con máy mà có hiệu năng quá cao, là còn chip đời 11 tiết kiệm điện nữa. Nếu như mà bạn học quản lý xây dựng với các cái phần mềm tính toán số liệu thì là ok thôi, học nhẹ nhàng thôi. Chứ còn nếu như mà để chúng ta vẽ kết cấu hay này, hay là diễn họa thì theo mình thì không. Chúng ta hãy nên sử dụng những cái mẫu mà laptop gaming ở trong cái tầm giá của chiếc máy này. Tầm giá của Dell Vostro này thì khoảng tầm 20-25 triệu đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái mẫu như kiểu là Ryzen 5 này. Còn nếu như mà thích mỏng nhẹ thì có thể như bạn ở bên trên kia, Dell 7591 hoặc là thậm chí cả Zephyrus G14 nữa. Câu hỏi số 19 của bạn Zephyrus Quý, có vẻ như là bạn này là fan của Asus đây. Asus Zephyrus G14 2020 có giảm giá ở năm 2021 không ạ? Nhiều bạn quan tâm về giá. Có, chắc chắn là sẽ giảm rồi. G14 2021 về, chúng ta sẽ có khá là nhiều cái nâng cấp đấy. Chính vì vậy là G14 2021 về thì chắc chắn là mẫu G14 2020 sẽ giảm giá rồi. Tuy nhiên thì theo mình giá nó cũng sẽ không giảm quá là nhiều đâu. Và nếu như mà chúng ta đợi các cái mẫu của bản 2021 thì cũng chả biết đến khi nào mà mẫu 2021 mới về Việt Nam nữa. Chính vì vậy là nếu như mà bạn yêu thích thì hoàn toàn có thể quất luôn mẫu 2020, đừng chờ đợi gì cả. Và về Zephyrus G14 2020 thì chúng mình đã có một video đánh giá chi tiết ở các video trước rồi, và mình sẽ để link video ở phía dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo nhá. Và đó là câu trả lời của chúng mình cho bạn Zephyrus Quý. Câu hỏi số 20 đi, của bạn Quanh Nghĩa. Liệu tầm khoảng sấp xỉ 30 triệu thì có mua được laptop cả 3060 ở trong tương lai gần không AD? Cũng là một câu hỏi khá hay này. Với những chiếc máy sở hữu card 3060 mà ở mức giá 30 triệu thì với mình nhá, mình sẽ hy vọng là nó sẽ nằm ở trên những chiếc máy laptop gaming mỏng nhẹ được công bố ở CES 2021, ví dụ như là chiếc Triton 300 SE này, và hoặc là MSI Steel M15. Anh nghĩ là có thể là Asus Flow X13 nữa, nhưng mà Flow X13 lại phải đi kèm một con eGPU nữa, cho nên có thể giá nó sẽ cao hơn một chút. Và ngoài ra thì với những chiếc laptop gaming 2021 sôi thịt thì theo mình thì mức giá với những chiếc máy sở hữu card 3060 thì giá chắc chắn nó sẽ phải cao hơn đi về Việt Nam. Theo anh thì nó sẽ phải rơi vào khoảng, như anh nói vừa nãy, là khoảng 34-35, chứ trên 35 triệu, 40 triệu nữa rồi. Thì đợi nó về 30 triệu thì hơi lâu đấy. Đúng rồi, nếu mà đợi về thì hơi lâu đấy. 1-2 năm, khó quá nhỉ. Và đó là câu trả lời của mình cho bạn Quách Nghĩa. Câu hỏi số 21 của bạn Phúc. Em học kiến trúc, làm nhiều về AutoCAD, SketchUp, V-Ray với Photoshop thì nên chọn máy nào trong tầm giá 22 triệu mà cần màn hình đẹp, màu chuẩn và đừng nặng quá, em cảm ơn. Ok, học kiến trúc đúng không? Thì giống như là bạn nữ ở phía bên trên kia, chúng ta có thể sử dụng các mẫu mà mỏng nhẹ nhưng mà lại vẫn sử dụng chip hard hiệu năng cao. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có là Dell 7591 hoặc là thậm chí cả Evo Gaming nữa, thì cũng đều là những mẫu máy mà trong tầm giá khoảng loanh quanh 22 triệu mà chúng ta sẽ có là phổ màu đẹp này, mỏng này, hiệu năng cũng vẫn cao nữa, sẽ rất phù hợp với nhu cầu của bạn Phúc. Tiếp theo đi, đến với câu hỏi cuối cùng của chúng ta là câu hỏi thứ 22 của bạn Nhật Anh Lê Nguyễn.
Chào hai anh, chúc hai anh năm mới vui vẻ và có nhiều sức khỏe ạ. À, cho em hỏi là trong tầm giá từ 15 đến 20 triệu thì laptop nào làm đồ họa ngon? Em làm trong ngành kỹ thuật điện nhưng vẫn không biết lựa chọn mua máy nào. Em có hơi nghiêng về con MSI Bravo 15. Mong hai anh tư vấn giúp em ạ. Em cảm ơn hai. À, kỹ thuật điện à? Mình học tự động hóa và kỹ thuật điện thì cũng giống như kiểu là anh em cùng cha khác ông nội với mình vậy. Nó cũng gần gần tương tự như nhau. Và mình có thể trả lời luôn cho bạn là đối với các phần mềm mà liên quan đến ngành đồ họa kỹ thuật điện chẳng hạn, hay là các cái liên quan đến kỹ thuật điện, thì chúng ta nên sử dụng chip Intel hơn. Bởi vì mình thấy là các cái phần mềm này nó tối ưu cho chip Intel tốt hơn. Ở đây bạn đang phân vân con MSI Bravo 15 là một con máy mà dùng cả một combo, cả CPU, cả GPU đều là chip AMD. Thì con máy này thì rất là khỏe, rất là mạnh nếu như mà dùng trong các tác vụ chơi game. Tuy nhiên thì nếu như mà để dùng để làm vẽ đồ họa kỹ thuật hay là học về kỹ thuật điện thì nó sẽ hơi không được ổn định cho lắm, bởi vì sẽ có nhiều một vài các cái lỗi vặt xảy ra khi mà mình cài các phần mềm. Chính vì vậy là nếu như mà trong tầm giá khoảng từ 15 đến 20 triệu thì mình sẽ có một cái lựa chọn tối ưu hơn, đó chính là Acer Nitro 5 bản Intel. Thì đây sẽ là một chiếc máy mà mình nghĩ là phù hợp cho bạn hơn. Và đó là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp 26 này. Và anh em có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến laptop hay bất cứ câu hỏi nào liên quan về game đều có thể bình luận ở phía bên dưới phần comment. Và anh em đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên mã giảm giá AZ300 giảm trực tiếp 300.000 đồng với mỗi mẫu máy mua tại cửa hàng Laptop AZ. Và chúng ta còn có cả chương trình vòng quay may mắn nữa. Quay thật nhiều và trúng thật nhiều với Laptop AZ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.